Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh của mình nha. Các bạn có biết con sứa không? Và nếu các bạn biết con sứa thì các bạn có cái vợt không? Nếu các bạn có cái vợt thì bạn hãy cùng mình đi bắt những con sứa nha. Chào mừng các bạn đến với tựa game Jelly Fishing Simulator. Trong tựa game này đúng như vậy các bạn à, chúng ta sẽ cầm cái vợt. Đây gọi là cái net nha các bạn. Cái net là cái lưới hay cái vợt. Và chúng ta sẽ đi bắt những con sứa, đem về làm sứa xào lăng các kiểu. Thì con sứa là một cái con mà nó rất là có độc nha các bạn. Các bạn đụng vào nó khi bạn đi tắm biển á, nó sẽ bị ngứa. Nhưng mà nếu các bạn biết cách mà chế biến á, thì con sứa sẽ trở thành một món ăn rất là ngon luôn. Cái tựa game này lúc trước mình có chơi một tựa game là Jelly Catching Simulator rồi. Thì tựa game này cũng giống như vậy thôi. Mục tiêu chúng ta là đi vào trong cái bản đồ nè. Ok, mình đã bắt được một con sứa. Mới đầu vô thì nó cho mình một cái ba lô là 10 sức chứa các bạn nha. Khiêu khiêu khiêu. 5 rồi. Này góc trái bạn thấy nè, 5 nè. 6 nè. Cũng dễ à, cách chơi dễ ha. Nhưng mà mới đầu vô mình chạy hơi chậm các bạn. Góc phải mình còn rất nhiều đồ luôn. Ủa, hello, à ok. Mình tưởng chạy qua đó nó chụp luôn con sứa chứ không phải nha, phải lít chuột các bạn nha. Tựa game này thiệt ra nó khá là lâu rồi. Nhưng mà tại vì nó vừa cập nhật cách đây khoảng 2-3 ngày á. Sau một khoảng thời gian tầm 3-4 tháng gì đó không ai chơi nữa thì nó bỏ trống luôn các bạn. Và nó vừa cập nhật lại. Mình đã biết tựa game này rất là lâu rồi mà mình chưa có thời gian mình quay thôi. Bạn có thể nâng cấp cái ba lô bạn lên. Vì đơn giản đây là một tựa game simulator thôi các bạn. Hoặc là bạn có thể bán để lấy tiền ha. Bán 10 con sứa, trao đổi 10 con sứa vào cái bình này, mình sẽ có 100 tiền. Ok, hay đấy. Hoặc là bạn có thể mua một cái ba lô không giới hạn ha. Một dấu vô cực nè, 675 Robux. Cằn đét luôn. Hello mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Ok, ở đây một cái teleport nè các bạn. Jelly Field. À, kiểu như là mình chưa có chinh phục được đó các bạn. Bên góc phải mình có boost code đâu ta? Từ từ, bên mình ghi cái code nè. Một cái menu rất là nhiều nữa các bạn, bấm vào cái menu ha. Có code nè, có quest, có nhiệm vụ luôn. Bắt 5 con sứa. Mình đã có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ha. Được cái gì không biết luôn. Rồi, mình có snail. Snail là gì? À, snail là những con pet các bạn à. Con pet trong tựa game này nó quy về con option nhé. Ngộ ha. Không biết là con sứa với con option có liên quan gì nhau không. Mà tại sao họ lại đề cập con pet là con snail. Là con option. Còn cái con mà chúng ta phải chiến đấu, phải thu phục nó, phải đi bắt nó là con sứa. Tại sao vậy? Không hiểu nữa. Bán ha, mình có 200 tiền. Và tiếp tục xong một nhiệm vụ các bạn. Easy. Bắt 10 con sứa nè. Và nhiệm vụ tiếp theo là bắt 20 con sứa. Hatching 5S, mở 5 cái trứng pet. Rồi chơi game trong vòng 1 phút. Sắp được các bạn, mình chơi game được 50 giây rồi. Level 5 pet, 5 time. Nâng cấp con pet của bạn 5 lần. Rồi ok, mình vừa nói cái gì ta? À đúng rồi, tựa game này có daily nè. Daily, ngày đầu tiên. Unlock. Daily reward. Không biết được cái gì luôn á. Rồi ok, tiếp theo mình có code. Có một cái code đó bạn. Code của mình là The Lab. Thì code này có để bên ngoài cái trang web ấy. Redeem, release. Nó cho mình cái gì vậy? Cho con pet đúng không? Hãy nói với tôi là nó vừa cho mình một con pet đi. Bấm vào đây, bấm signal. Không phải rồi, nó không cho mình bet như vậy, nó cho mình cái gì ta? À, nó cho mình cái boost. Ok. Nó cho mình cái boost đó các bạn ơi, góc phải nha. Một cái boost. Cái màu tím tím hình giọt nước này á, là 5 phút jelly boost. Hay là bán nhiều tiền hơn ta? Rồi, cái màu xanh xanh mũi tên chỉ lên á, là tốc độ chạy chúng ta sẽ nhanh hơn. Ok. Như vậy các bạn nhập có The Lab nha, mình sẽ có thêm một số cái boost cho game. Đây có con sứa nhiều màu á nè. Sứa màu tím, sứa màu xanh dương, vân vân, bla bla. Và bên đây trứng bet các bạn nha. Bet là con option. Con Shiny S là 5.000 cái trứng các bạn. Trứng bình thường là 2.500. Bracket S là 1.000. Và tất cả đều là những con option. Có bạn nào thích option hay không? Và có bạn nào sợ những con option hay không? Chứ mình thì thấy con option nó bình thường thôi. Ok, cái gì vậy? Bấm nhầm, không sao cả. Ở đây mình sẽ có bet, cái túi. Lab là phòng thí nghiệm. Nhưng mà các bạn muốn mua nó như là Aurat các bạn. Aurat hay là Trail á. Những cái hiệu ứng effect ha. Các bạn phải tốn là 3.500 tiền và 1.500 cái cục đỏ. Một đơn vị tiền tệ mới có thể là Rebirth. Bởi vì trong tựa game này đã có Rebirth rồi. Rebirth là tốn 100.000 tiền các bạn nha, sẽ Rebirth lần đầu tiên. Nhiệm vụ của mình complete. Ba lô tiếp theo là 500 tiền nè. Cái tiền này mua được không ta? Rồi mình có rất nhiều ba lô luôn. Và những cái ba lô này đều liên quan tới bãi biển cả. Một cái neo nè, một cái nhà dưới biển nè. Một cái hũ jelly. Giống tựa game nuôi ong vậy ta. Jelly net. Mua lưới các bạn nha. Mua lưới mình sẽ có là Jellyfisher nè. Có thể bắt một lần là 4 con ha. Cái rank của nó là low, tức là cái phạm vi bắt của nó là khá là gần. Tiếp theo là 8 nè. Magnet 3.000 tiền.
và phạm vi nó là medium. Hình như cái này là hai đơn vị tiền tệ khác nhau á bạn. Shop mình sẽ cái này là jelly, cái này là gem, hai đơn vị tiền tệ hoàn toàn khác nhau luôn. Có thể như các bạn reverse sẽ được gem ấy. Rồi những gamepad của nó gồm có double jelly, double wax speed, rồi infinite storage, view cleaner, rồi chứa thêm nhiều cái slot pad nữa các bạn, rất là nhiều ha. Tương tự như những từ game khác thôi, mở một lần 3 trứng, lập lập la. Bên đây thì có những cái trứng mua bằng robot nè, 750 robot và 1500 robot. Thôi có vẻ như mình sẽ đi training lên 3000 tiền đi. Ủa ba lô các bạn. Ồ chuẩn bị có gì thế? Mình có một cái obby kìa. À obby. Ghê vậy. Khu vực tiếp theo bao nhiêu tiền ta? Waterland 2500 tiền. Wow. 2500 tiền á. Mình nghĩ những con sứa bên đây nó sẽ tốn nhiều tiền hơn á. Quá thôi các bạn, 2500 tiền. Hello. Rồi, mình đã hết tiền rồi. Khu vực này là trong cái bộ mát mẻ quá các bạn. Và bên kia mình lại tiếp tục có những cái trứng xì neo nha. Những con bét sẽ xuất hiện bên kia. Tèn tèn tèn. Bum bum bum. Full selling 100 tiền các bạn nha. Ồ, như vậy mỗi khu vực đều có chỗ bán hết. Và chúng ta sẽ xuất hiện ngay khu vực mới luôn. Hay đấy. 412 tiền. Để mình thử full 10 con sứa coi. Coi sẽ cho mình bao nhiêu tiền nha. Mình nghĩ là những con sứa bên đây tiền sẽ nhiều hơn nữa các bạn. Rất là mượt luôn, mượt mà quá các bạn. Bây giờ coi nha, mình đã có 502 tiền. Bán nè, 802 tiền, đúng rồi. Như vậy là những khu vực tiếp theo á, cái số tiền nó sẽ multiplier. Những con sứa này sẽ nhiều tiền hơn. Mặc dù sức chứa ba lô vẫn như vậy thôi. Các bạn bắt 10 con sứa ở khu vực mới thì đương nhiên nó sẽ nhiều tiền hơn 10 con sứa khu vực cũ các bạn nha. Giờ sao ta, đi mua bát xem. Coming soon. Mình thấy là khu vực kia nó có một cái obby đó các bạn. Bên đây là grassland nè. Khu vực đồi cỏ các bạn, 20.000 tiền. Có cái cầu trên đây này, đi đâu thế? Cái cầu đi đâu thế? Ý, có một cái rương. Holy moly. Tôi thấy có một cái rương ở đằng xa kia. Cái rương này cho chúng ta cái gì? Nó cho chúng ta là 5.000 tiền. Wow, amazing. 5.000 tiền nữa đó các bạn. Khá là nhiều luôn. Trên kia cũng có một cái cầu thang kìa. Khu vực cũ của mình á, có một cái cầu thang dẫn lên trên cao. Nó sẽ cho mình một cái rương hay sao? Ủa cái gì vậy? À không có gì hết. Nó không cho mình nhảy tắt rồi. Mình phải đi từng bước các bạn. Mình sẽ đi lên trên đây. Để xem trên đây có gì nha. Nó không có gì hết. Nó chỉ là một cây cầu cho chúng ta leo lên thôi. Thiệt cái tình luôn. Rồi, 6.373 tiền. Nãy giờ mình thấy là cái chỗ obby này mình chưa có vô được nè. Không biết là trong đây có cái gì nha. Thử xem. Mình sẽ nói chuyện với một con sứa mà đeo một cái kính. Có tên là Leslie Hawking. Hey there, do you think you could fill up the jar of jelly for me? Tôi cần 600 jelly để kích hoạt cánh cổng này. 600 jelly các bạn, nhận nhiệm vụ chưa? Accept. 600 jelly đúng không? 600 jelly. Thì mình sẽ bắt những con sứa này. Để mình thu nhặt được 600 jelly cho cái con đó. Jelly là tiền nha các bạn. Jelly là tiền nha, jelly không phải là con sứa. Jelly fish mới là con sứa, còn jelly là tiền. Phải mua một cái ba lô mới. Đâu rồi? Cái chỗ mua ba lô đâu rồi? Bên đây. Mình sẽ mua một cái ba lô mới. 507.500 tiền nè. Cái này sẽ chứa 25 á. Mình có thể sử dụng sự hỗ trợ từ robot không các bạn? Đương nhiên là có rồi. 149 robot. Tối thiểu là phải mua 149 robot. Thôi bỏ đi. Mình đã suy nghĩ lại rồi. Mình chỉ mua một cái hũ jelly bình thường thôi. Mua một cái ba lô bình thường thôi các bạn. Và bên đây là một cái net. Cái net tiếp theo là 400 tiền. 3.000 tiền. Mua luôn. Có thể bắt một lần là 8 con nè. Mua chưa ta? À mua rồi. Đi thôi. Teleport. Jelly Field. Đó bây giờ mình bắt những con sứa này khá là nhanh nữa các bạn. Còn tiền mình sẽ mua thử một cái trứng nha. Cái trứng này 2.500 tiền nè. Mở một trứng. Thu phục. Con auction đã chọn ngươi. Con này tên là Fishnail các bạn. Con auction làm khá là cute các bạn. Các bạn không biết là các bạn thấy nó có đẹp hay không. Mình thấy nó khá là cute. Rồi. Bet của mình đâu? Con option này sẽ cho chúng ta là jelly nhân 1, tức là tiền ở multiplier 1.11 lần, tốc độ cộng 0.5 điểm, equip. Tối đa mỗi người là 3 con pet các bạn nhé, 3 con option. Còn bạn mua game pass thì bạn hãy mở rộng tối đa là 5 con. Bên đây selling nó cũng nhanh nữa các bạn. Đâu rồi? Sứa nó mất tiêu rồi. À đây. Kỳ vậy. Ta có làm gì đâu mà lại trốn ta. Lít chuột. Selling nào, đủ tiền chưa ta? Không biết nữa. À bên đây nhiều nè. Đứng lại, cái người chạy đâu? Chạy chơi không khỏi nắng. Chạy không thoát khỏi cái lưới của gà đâu. Đừng cố. Ngoan ngoãn mà vô đây để ta thu phục các ngươi nào. Mình nhắc lại các bạn nha. Cái game này ra rất là lâu rồi. Nó ra khoảng tầm 3-4 tháng rồi.
nhưng mà sau đó thì không ai chơi á. Thì nó vừa cập nhật cách đây khoảng tầm vài ngày thôi. Xeo liên, xeo liên, hình như đủ tiền rồi đúng không? Thời gian mình còn là cái boost nữa bạn, cái boost từ cop mình còn khoảng 2 phút mấy. Rồi cái boost này còn 30 phút, nhiều thế. Con sứa đeo cái kính cận, chào ngươi. Cái gì vậy? 600 chia ly, 600 chia ly rồi mà. Thì là khó hiểu. Có nhiệm vụ trong đây không ta? Sao lại không có con gì hết vậy? Thôi mình sẽ đi qua đây mình tiếp tục cái công đoạn của mình thôi. Hiện tại thì trong tựa game này mới chỉ có một khu vực đầu tiên là có cái obby thôi các bạn. Còn những khu vực tiếp theo vẫn chưa có nha. Nhưng mà những khu vực mới mà mày dùng tiền á, dùng jelly để mở thì nó là có rồi. Chỉ chưa có những khu vực obby thôi. Tựa game này theo một cái dự án á, là nó định cho là mỗi khu vực mới sẽ có một cái obby dành riêng cho nó. 23 con, 24 con, 25 con, full, selling nè. 2608 tiền. Không biết là cái teleport này miễn phí không ta? Seaborn coi. À, nó teleport được các bạn. Như vậy là xài miễn phí nha. Những khu vực nào các bạn đã mở ra rồi, các bạn có thể sử dụng miễn phí. Tại vì nó hơi lâu thôi, nó hiện cái dòng chữ là mình tưởng là nó không có hoạt động. Đây là daycare. Mình nghĩ cái này là nâng cấp những con pet các bạn lên đó. Tại vì admin game có nói là cái daycare này dành cho những con snail, những con option đó các bạn. Cái khả năng rất là cao, đó là cái nên nâng cấp pet nha. Bây giờ mình đã có 2608 tiền. Mua thêm một trứng nữa. Rồi mình sẽ kết thúc video. Hy vọng nó sẽ cho mình ra một con legendary. 2500 tiền. Tăng 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 tăng. Girl snail, một con option. Option nữ các bạn à. Option này cho mình cũng là như con kia luôn, nhân 1.11 lần tiền ha. Speed là cộng 0.5. Rồi ok, thì vừa rồi trong video này mình đã vừa review các bạn về tựa game là Jellyfishing Simulator. Các bạn cầm một cái vợt, đi vào đây bắt những con sứa đem về bán, và đi mua những chú option rất là dễ thương, khám phá những khu vực mới các bạn nhé. Bên cạnh đó là có những dạng obby nữa. Hy vọng bạn thích video này, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nếu bạn người mới nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.